Ok, lên em. Tối nay thì thử một con game mới. Trong thể loại nó kiểu có vẻ khá là thú vị. Đây là con Omega Raptor. Phiên bản của tôi thì đếp gửi nó tên là Lo Thánh Tinh. Omega Raptor. Lên xem thử cái mà. Lên trang template coi thử nó làm sao. Đây. Game 2.1 ghi thì cũng tương đối nhẹ đó. Đang trong cái sự kiện mà đi xem nè, nhưng mà game này chưa có thời gian ra mắt chính thức nha. Anh em muốn tham gia cái chơi sớm á thì có thể tham gia cái phiên bản playtest này. Thì tôi không biết cái bản playtest này có khác gì với cái bản mà tôi đang tải này không. Có thể là nó vẫn giống nhau thôi, có phần beta test mà. Thì tôi nghĩ là hai cái nó đều giống nhau hết á. Anh em có thể muốn thử qua game này thì bấm vô đây. Dev thì sẽ cho mình quyền truy cập vô về chơi thôi. Rồi coi thử cái trailer phút 30 giây nữa. Đồ họa thì tương đối tròn tròn dễ thương á, thậm chí có hình cái bánh răng luôn nè. Robo à, không, cái này là giống như lập trình nữa đó nha. Mấy robot làm việc đúng như là nô lệ luôn, có mà xây dựng nhà cửa. Cái này là giống một khu công nghiệp luôn đó, thành một cái thị trấn luôn nè. Còn có nhiều người chơi nữa nha, có chế độ co-op về online luôn á. Thì không biết chế độ mà single player nó có hỗ trợ tốt không? Tại tôi chơi có một mình à. Còn có yếu tố combat đầy đủ luôn nha. Game này rất là nhiều thể loại nó tổng hợp vô luôn. Nó nhìn nãy giờ thì tôi cảm giác nó giống với con Raptopia. Anh em nào chơi Raptopia rồi thì sẽ thấy mà cảm giác nó quen quen. Hy vọng con game này đạt được cái điều đó là làm tốt hơn á. Con Gaptopia bây giờ nó đẹp nó gần như bỏ luôn rồi. À. 3.000 được follow nguyên số rất là cao nha. Đây, có chế độ online co-op và single player, không có PvP. Game hỗ trợ rất là nhiều ngôn ngữ, trong đó thì đáng buồn là không có ngôn ngữ tiếng Việt chúng ta. Cũng không có audio, cũng có phần nào luôn. Nhìn cơ bản nãy giờ thì tôi thấy nó khá giống con này. Đây. Utopia giờ giá cao như ta. Ngày 24 tháng 11. Game này thì tới giờ là đép bỏ luôn rồi. Nên là tôi không có khuyến khích anh em nha. Thậm chí tôi còn chơi nó khá nhiều ở đây nè. Chính tôi đánh giá con này là không nên chơi nè. Tại vì bây giờ đép là gần như tiền nhiều quá thì không có mà làm cái gì nữa. Ừ, hứa hẹn sau 1 năm nè, Ali upset kéo dài khoảng 1 năm nè, à, tới bây giờ đến 3 năm rồi, lâu lâu đưa lên vài cái bản Facebook nhỏ nhỏ, còn lại bỏ game luôn. Thì hy vọng game game này Omega này sẽ làm được cái điều mà tốt hơn. Open World Survivor tự động là anh em nhìn như cái giao diện lập trình từ nãy vậy đó. Đồ họa con này thì nói chung là ổn đó, nè, Automatic, Automation là cái này, building thì đây. Xây dựng nhà cửa đó. Gấp đồ đầy đủ hết. Có phần online co-op của mình work action, sandbox, Vice City Builder khám phá 3D, VVE. Bản sắp tới mà vẫn Early Access nha. Đây, chưa có phải con game hoàn thiện đâu. Thì với cái khối lượng công việc con game này thì tôi nghĩ còn phải làm nhiều đó. Rất là nhiều cái con game bom tấn mà chuẩn bị ra mắt nè. Game này là được vô cái giải đề cử mà của mà Game of the Year năm nay nha. Đây con game giải đố tôi đã chơi rồi nhưng mà không phải phiên bản PR này. Viewfinder thì tôi cũng đã phá đảo nó rồi. Còn game này phong cách đồ họa màu nước đậm quá vậy, đúng nghệ thuật luôn á. Lối chơi thì tương đối đơn giản tí. Con này giống của mà Ghibli phết. Rất nhiều game hay. Ừ. Rồi. Cắt tải xong game này chúng ta vô thử coi nó làm sao. Khá là nhanh nha, bấm cái là vô liền luôn.
nhưng mà sao cảm giác nó hơi tối tối đục đục. Đây là cái phiên chào những cái người chơi, đây là phiên bản beta testing thôi. Mình có thể khám phá là 1 đến 2 cái vùng đất mới. Mỗi cái vùng đất này tính năng là đang trong quá trình phát triển thôi. Trong lúc chơi game nếu phát hiện bất kỳ cái lỗi bug nào hoặc là lỗi gáp hay là hiệu ứng đồ họa nhấp nháy gì đó. Nói chung là bất kỳ cái lỗi liên quan đến hiệu năng nào thì có thể phản hồi lại cho dev. Thì tí nữa chơi xong nếu như có gặp trường hợp này thì tôi sẽ ghi ở dưới phần comment luôn. Lúc mà gửi báo cáo video vô dev, hy vọng dev có đọc qua. Chế độ chơi nhiều người thì vẫn còn đang là một số cái lỗi về hiệu năng. Nhiều hơn là cái lỗi khi mình chơi một mình. Đây. Thì tốt nhất vẫn là nên chơi là cá nhân thôi. FPS thì khá ổn nha. Vô thử phần setting coi sao. Xin chuột gì mà cao siêu quá vậy. Lên tới 1000 luôn. Chết rồi, không có để số 100 mà. Vậy 99 thôi, đảo ngược chuột. Cái màn này của tôi là nó chỉ có Full HD thôi nha. Depth of Field là không nè. Cái DOF này á, các anh em depth nên ghi rõ ra là Depth of Field luôn. Tại vì người ở bên ngoài người ta nhìn vô không biết DOF là cái gì đâu. Nên tốt nhất là có cái 144 nữa. Cái này là mình xử lý cái đổ bóng ở cái khoảng cách xa. Khi mà càng xa thì nó càng cái đổ bóng nó càng ít. Cái này cũng không cần cao đâu, chỉ ở mức trung bình là được rồi. Vi sinh thì tôi cũng không bật luôn. Cái này là cái gì đây? Phiên bản này mới là 0.2 thôi, còn rất là nhiều điều dev phải làm. 2018, vậy là cái roadmap con game này có khi là gần 5 năm rồi đó. Anh em nhìn đọc hết cái này nè. Rồi. Nhiều quá. Bây giờ tạo nhân vật. Bộ đồ này đúng là bộ đồ hiện đại ngoài hành tinh. Con này có 1 cái chỏm tóc nha. Chứ 2 cái chỏm tóc người ta gọi nó là con Pikachu liền. Con này là Fukachi đi. Máy ngố đi, cho nhìn nó chi thức một tí. Không có thì dọn điều kiến hả ta. Tên là cu đi. Bây giờ là thằng này. Thôi, ngắn gọn thôi. Tóc màu trắng cho nó nổi. Đừng có chạy, đứng yên coi cái mặt cái. Này đi cho nó hiền hiền tí, mắt màu trắng luôn. Màu xanh lam thì nó thiên hướng về công nghệ hơn, màu đỏ thì nó máu me, màu xanh lá thì nó nổi. Chơi màu vàng thì tông xịt tông với con đú nên dùng màu lam đi. À đấy, màu vàng cho nó giống con Pikachu tí, không đổi đâu. Pikachu. Cái này cái đầu nó à. Đây, cho nó làm nông dân đi. Nông dân thì màu đất, màu nâu đất. Cu ly. Đây, chúng ta dọn nhân vật. Tạo một thế giới mới. Khoan 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 khoan. Coi thử bên đây có ai không? Không, không có ai hết. Chỉ là có mình tôi chơi không. 2, 4, 5 2, 4, 5 15 ký tự. Ok, 15 ký tự. Hoặc em. Đấy, đấy, đấy. Chọn nhé. Chân mình. Bạn bè nó có kỳ đồng chơi. Đang load lên cái upset. Dạng như là load test ra đó. Để vô tôi coi FPS làm sao, rồi mình chỉnh cái cấu hình lại từ từ. Ô, cũng mượt quá nha.
Tôi cần vô cái setting cơ. Đây. Cái này á, cái dòng này nè, nên để là setting. Không nên để như thế này. Để như thế này người ta rất là hiểu lầm. Vẫn còn rất nhanh. Nên chuyển lại chữ setting đi. Cái menu thì làm nó nhỏ thôi. Lo menu nè, xem width. Con máy tôi thì cấu hình nó không có mạnh đâu. Xin chào, Project Manager là quản lý cái dự án này. Tôi là Shannon, quản lý cái dự án. Chúc mừng bạn đã tiến nhập vào cái thế giới Omega thành công. Nhấn nút H nếu như bạn muốn nghe tôi. Nếu như bạn có thể trả lời tôi nghe gì đó, nhấn nút H rồi nào mà không thấy phản ứng gì hết. Quy là đóng. Để khám phá thế giới này giao tranh, chủ yếu là giúp đỡ mình để khám phá này thôi. Nhưng mà bản đồ đây, cái này là chắc con quái nè. Ok, điều đầu tiên là mình nên đi khám phá mấy cái nguyên vật liệu trên hành tinh này để chuyển về lên cái fort, cái tàu không gian của mình đó. Cái này là cái gì đây? Chỉ số level 1, kinh nghiệm 0 trên 100, 25 máu, 20 mana. Ủa, 20 stamina. Công 3, công thủ, tốc độ di chuyển 100, hồi phục 0.1 máu mỗi giây. Máu mình 25, 0.1 máu mỗi giây là 250 giây, là khoảng 4 phút mấy. Khi mở cái này lên là anh em nhìn FPS nó góp nè. Đó, tắt xuống thì nó hết. Khi mà hiện ra một lớp laser mới á, FPS nó góp liền. Nên tốt nhất người tắt FPS luôn đi. Cái này là mình có gỗ và một cái tượng. Cái này trang bị mình gồm 6 món. Chỉ số thì nó tương đối đơn giản vậy thôi. Cái mà lấy hết là lúc nào? Lúc này á? Không. Không có nút nào để lấy nhanh hết ta, cứ lấy hay là nút này thử coi. Phải lấy từng cái này. Đây là chọn nè, lấy ai tầm nè, shit shit rồi. Ok, shift thì đưa xuống đây, nên cái thanh điều hướng. Shift chuột phải là lấy một nửa, cần chô chuột phải là lấy luôn. Được rồi, lấy 10 cái, lấy một cái. Nói chung là xài nút shift. Ok, Coolie. Stamina mình hơi ít nha. G, T, Tab, B, C. Mấy cái icon này làm hơi xấu. Thực sự rất là xấu. Những cái chấm vàng là cái gì? Điểm đỏ trên bản đồ á là cái con bọ quái vật đầu tiên mình cần phải hạ gục nó. Tuy nhiên cái độ khó rất cao nếu mình không có chuẩn bị trước. Đầu tiên thì nên xây dựng một cái thành phố đã. Tìm một cái nơi mà vị trí đất nó bằng phẳng đấy để xây dựng cái thành phố. Là chỗ nào trên bản đồ? Stamina ít quá à, chạy cái là nó tụt rất là nhanh luôn. T mình làm gì có điểm nào đâu mà nó cứ hiện ở đây đâu.
chỗ nào bằng phẳng để mà xây nhà được. Phẳng qua bển này, coi cái chấm vàng trên bản đồ là cái gì. Có phần đam không ta? Có phần đam luôn, chết luôn. Cái gì mà công nghệ vũ trụ tối tân nó lại như thế này? Ủa không, đồ mình còn cái nguyên à? Ê, 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 ê. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chỗ này được không? Chạy đi, cu ly ơi. Sao heo như thế nào? Tí nữa lên đời anh bem mấy cưng hết. Không mở được ta. Chạy. Nó đuổi hoài luôn kìa. À tôi thấy cái mà con hu nó vừa xào phao ra này à. Đây nè, con hu này nó vừa xào phao ra nè. Tìm thấy cái nơi mà rất là tốt để xây dựng thành phố mình này. Bây giờ nhấn B để vô cái menu bui. Nếu HP về không mình sẽ mất tất cả các item trong trang bị. Nhấn phím M để xem mình đã chết ở đâu. Hồi nãy tôi mới chết xong nè. Đây. Cái này là gỗ đó hả? Một ghi chú ở cái góc đây phải không, đây nè. Sao xấu quá vậy trời, không có nào đẹp hơn hả? Cái này dạng như cái trụ xây mà anh em phải xây cái này trước rồi mới xây mấy cái khác á, nó giống cái campfire á. Chỗ này xấu quá vậy. Đất chỗ này nó gồ ghề quá. Thôi, chỉ có mỗi chỗ này thôi. Nhìn kỹ nó cũng đẹp chứ đâu có xấu lắm đâu. Xây cái là xong luôn. Một cái ô này tốn một gỗ thôi, không có tiền. Cái này là cái vườn, khu vườn thôi. Không có gỗ luôn. Mình xây được cái bàn workbench. Coi phong thủy thì xây ở đây đi.
Thiếu gỗ, luôn luôn là thiếu gỗ. Đây, tí nữa mình sẽ mở lộ thẳng vào bánh luôn. Giờ hết gỗ rồi. Không được. Đấm tay không được, bây giờ kiếm gỗ đâu ra. Đỡ sang cái con đường này mới tiêu rồi. Này gỗ nào phải không? Một gỗ. Nắm nắm. Đèn gỗ nữa, hai cái nấm nữa. City One đã đổi tên thành phố được không ta? Cái gì đây? Cái này hình như là mấy thằng đệ mình có thể triệu hồi đó. City Gummy. Sao cái này nó có 3 mà con này tới 7 lần. Nó vẫn là cu ly hết mà ta. Ba con cu ly nè. Nó khác biệt gì nhiều không? Khó nha. Cái này là hơi khó rồi đó. Trời ơi, game lập trình à. Dốt như tôi sao biết làm ba cái này. Cho nó không nói được. Nhặt một cái vật phẩm trong cái chỗ nào đó. Nhặt và gắp một cái vật phẩm. Tìm cái vật phẩm. À, cho nó đi làm việc đi. Cho nó đi mà ra bờ sông lụm đá hả? Sao mà còn tiếng Nhật đây nữa? Cái này là đồ nó qua chế biến anh mà. Cái này thì đã qua chế biến hết rồi, mình không có cho nó đi mà làm cái mới được. Thế luôn rồi.
Giờ gọi hai con AI làm gì đó. Cái gì mà chống gì nào? Trời ơi, chặt được 20 cái vậy? Giảm thời gian đi đại ca ơi. Thể lực thì không có. Khi mà nhấn button á, lập tìm cái cây á và tấn công cho đến khi nó phá hủy. Rồi nhặt cái item trên mặt đất. Di chuyển đến cái vị trí ở đâu ta? Dược phẩm nó gửi đi là nói lên dòng chữ nè, post cái này lên kênh chat nè, theo ship nè. Ủa con này á, hai con này cũng phải làm luôn đi chứ. Mình chế cây kiều làm cái gì? Cái cung. Cung này đam nó cộng khá là nhiều luôn nha. Cái này làm sao mà đưa qua anh đây được? À bấm nút lót. Rồi đi làm đi. Không tìm thấy cây là sao? Chưa có, con này là nó chỉ hoạt động trong cái khu vực nhỏ thôi. Từ 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 đấy đấy. Ngưng 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 ngưng.
Rồi đi lấy đá về đây. Come on. Bước nó không tìm thấy đá rồi. Đó, đi mà giặt đá nó đỡ đi. Bây giờ mình ra bờ sông. Không có bất kỳ mũi tên nào cả. Đi, giật mình đúng nổi. Để tao tiếp mày. Mình đánh có 4 đam mà hết đánh tới 7 đam rồi. Rồi chuyển sinh luôn. Ủa sao bên đây chứ không phải anh bản à? Trời ơi đừng. Ban đêm thì nó có sói nữa. Nhân vật của mình nó bơi được không? Mấy con sói bơi được không? Trời nó đuổi hoài luôn á. Ôi giờ làm sao đi sống. Game chơi đuổi bắt à. Gọi nữa đây. Ừ, chơi nó đi cu ly. Chết thằng cu ly của mình nó cũng yếu xìu à. Hay quá để qua đây. Còn đây nữa nào. Ừ. Mày đánh đệ ai vậy? Chơi nó cưng, chơi nó. Ê! Con đệ xứng đáng đồng tiền bát gạo. Chả như hai ông nội này.
Trái cây cứ ủa thiếu gỗ hả? Cây đấy, cây nhỏ nhỏ thôi, với phải biết đem đồ lại cho mình không ta? Không, nó chỉ đi là đập thôi. Thôi xây lộn bên này, cái quái gì đó chơi nó, để chơi nó có xương á, xương nãy thấy nhiều mà. Qua đây. Ai. Cứu cứu. Đừng có chặt cây nó. Đâm nó. Rồi nó cắn hay hết à. À có cầm phai ở đây. Gì sợ cái gì nó. Trời, feeder với anh.
Tôi làm cho nó thử thôi. Số gì? Gấp thất bại lần sau. Gà nó không nấu được nè, không hiểu. Rồi, đi chặt thêm mớ gỗ nữa để. Qua đây, qua đây. Hai chục gỗ mình về mình xây cái bàn cắt gỗ. Cứu, cứu, cứu. Cắn này là sói. Ừ, đi cu ly.
hết gỗ luôn rồi, chặt gỗ tiếp. Game gì tối ngày đi làm nông không? Cây này nữa về đi, coi về 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 nghỉ đi. Sao gấp mà nó làm gói dữ vậy nè, gấp làm đơn giản vậy thôi chứ. Tại sao? Ủa nó tự làm được cơ? À tại vì trong này có sẵn cái gỗ rồi, nên nó sẽ chờ một thời gian không được á, thì nó mới bắt đầu làm. Đó có mang cu ly nó làm việc thế phải không? Lỗi 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 code. Ừ đút vô đây rồi đi lấy gỗ bên đó rồi đem đút vô đây. Ủa sao nó lại chế mũi tên, chế cái này đi. Lại đầu tiên là lấy cái item trong cái khu gỗ, lấy cái gỗ này, sau đó đặt item vào cái máy này. Nếu thất bại á, nếu nó thất bại tại sao dưới đây lại dùng từ nếu nữa, nếu có một item á
Thì đặt item đó về lại chỗ này. Còn nếu gáp vật phẩm á, thì sẽ gáp trong cái bàn này. Nhưng mà chọn cái đồ chọn sao ta? Cho đến phút item vào cái thùng kế bên đây. Rồi, chạy lên từ đầu coi ơi. Đó, khôn lên đó. Thằng cu đi không một. Chả thịt đây. Nhìn thằng 0202 mà học là 01. BIGK. Biết tới não mới lớn trời. 480 giây là 8 phút hả? À? Đấy, cu ly 1. Con này cu ly không chứ, chặt cây đi nhá mày, chính gì ủa gỗ đâu hết rồi. Có một mũi tên một mà bắn một. Dê 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 dê. Cái nến nào thằng 02 này đâu rồi? Khoan,
Đi, chặt cây tiếp để. Ngưng 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 nhiều quá rồi được 7 cái bắt hả? Cái này là cái gì đó, đá, cái cục đá mà làm gì đó hả? Đá nó ghi nhắn tên ấy. Cái này là cho ta đó. Lấy gỗ vô. Bỏ vô tủ bên đây. Thôi một con chặt, một con lấy gỗ đi. Ủa còn phải gieo hạt nữa nhé. Từ 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 từ. Rồi làm tiếp đi, làm tiếp đi. Không không sao không nhặt gỗ nữa. Một hai ba bốn năm, mỗi lần nó gớt 5 gỗ.
Nó cứ lặp lại cái hành động mà gom hết gỗ trên đất rồi. Phải cho nó nhặt thêm cái hạt giống nữa. Biết trồng được cây không? Số giấy. Tư. Dùng lập nè, chặt cái cây nè, thử là cái lần một nè. Tính than là sao? Nó biết trồng lấy cây rồi. Rồi nhặt cái hạt giống. Trống nhặt hạt giống trong. À, cái này là nếu thất bại thôi, từ 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 từ. Vậy là phải đưa cái này lên trên. Rồi ok. Game này đau đầu nha. Anh em nào làm game thì nhìn con game này mà học. Nó sẽ nó trồng cây mà nó cứ đi nó chặt hoài đó, thằng không một này.
Cho nó làm hai việc cùng một lúc luôn. Nếu thất bại là coi như nó xong cái việc trồng cây rồi, thì bắt đầu nó sẽ đi chặt cây. Là cái này như cách định một phút upward. Cái quả gì đây? Lót lên là nó mất luôn, không có lót chồng được hả ta? Ngủ giấc đã, cho trời nó sáng đi, dễ nhìn hơn. Đó, không có chỗ trồng cây là nó tự đi biết lấy gỗ đem về đó. Rồi, bây giờ mình đi mở map thôi. Mình cần thêm băng đệ nữa. Cái gương này mở chưa ta? Cú lý cú khốn nạn. Cũng được, chả mất gì, chỉ sợ về à. Bây giờ gỗ mình nhiều lắm rồi, 720 rồi, nên thoải mái đi. Bây giờ đá có cách nào làm cái mô hình tuần hoàn tự động như thế này không?
coi nó gấp cái gì. Độc của nó tận cùng xương tủy luôn.
Bây giờ qua đó bêm con đó. Bây giờ da động vật hả? Còn phải có cái da cứng, mà da cứng thì đâu ra? Da cứng. Được nhiêu tên này mới được có 3 mũi thôi. Trong lúc chờ đợi mấy con cu ly làm thì ra lúc quên tí. Bây giờ mới có mười mấy mũi tên à. Muốn thêm hàng đệ nữa là phải 5 miếng nữa. Thôi đi vòng vòng đi.
Cái nấm này mình trồng được không ta? Để đâu, để đâu. Đông quá, đông quá. Xử hết tôi nói để. Ừ. Đỡ hụt cái mất 19 máu. Sao nhìn nó thấy ghê ghê vậy? Mấy con nấm lùn cái gì kìa? Ấy! Ấy da! Đó! Đừng. Bây giờ thôi tha tụi mày đó, tao tha tụi mày đó. Tao tha tụi mày đó, tao về đây.
Rồi ông nào áp xét để cục đá rồi. Bơi qua sông được không ta? Chết đuối không? Thấy hiểu cái gì? Tí nữa phục thù sao nhớ mặt của nó đi. Ủa bạn cu ly đó kìa, để bắn cũng chuẩn quá chứ. À, 14 mũi tên làm việc năng suất, là để anh có lời khen cho chú.
nữa, cu ly 04 rồi bạn. Con này 02, con này 01. À 04 rồi nè. Này là chỉ nên để thành phẩm thôi chứ không nên để nguyên liệu đầu ra.
của nguyên liệu đầu ra thôi, thành phẩm á, chứ không nên để cái nguyên liệu đầu vào. Bây giờ dùng cung cố gắng bắn 5 con bên kia để mình lấy được 5 cái viên đó, 5 cái blin này nè. Đi để làm lại. À, mấy miếng da nữa, mấy miếng da để tạo khiên. Da thì chỉ có mấy con hươu thôi. Heo gừng có da không ta? Ê, sao mà hết hạt giống được? Ui ui, nó cắn hết chết luôn. Chả sao cả. Con 04 rồi ta. Ấy. Bye. Ông cốc bị sao vậy?
có lấy lần hai trái là sao? Ngon, ba mươi mấy mũi tên, sáu mấy mũi tên rồi, 150 cây rồi. Không thấy con dê nữa trên ta.
6 miếng hả? Hình như là 7 hay 9 miếng gì mới được. Đây nhiều quá vậy ta. Nãy tôi thấy đâu đây còn con nấm nữa nè. Lý sao vậy?
nấm xanh nấm đỏ đâu đủ hết rồi. Gì? Dây. Có gì vậy? Ôi, ôi ôi. Chắc không mất đồ đâu. Không mất đồ. Không mất sạch cái gì nào, phải đi đụng lại mới được. Gundam con game này nó tính cao quá. Ơi, vô lụm đồ cái mới nghĩ được. Trả đồ cho tôi. Không biết còn cái gì trong đây nữa. Rồi nó không có lưu rồi anh em ơi, cái này nó mất sạch hết trên đó nè. Mấy miếng da nãy mình gom được có 4 miếng lận rồi. Rồi con cu ly năm này bị kẹt nữa chứ.
cho nên có cỏ mọc ra vậy. Đây nữa. Trời ơi, mất sạch đổ vô này. Buồn. Vậy cũng còn có một buồn của tôi rồi. Ok, hôm nay gần ở đây thôi. Game này rất là thú vị và đáng chơi nha. Ok, bye bye anh em. Tự nhiên gác ra nó mất ngay cái khúc quan trọng nhất của mình, rất là nhiều đồ.